Tấm thân gồm xin kính chào đại đình mình nha. Đó, thì có rất là nhiều anh em hỏi Vinh gồm những cái dây Vinh gồm câu là như gì vậy, xanh á. Đó, thì cấp trước mình xài các loại dây Avenger, Zipman, Tuman này nọ ha. Nhưng cách thời gian sau mình chơi cái dây gồng xanh, dây gồng xanh đang trước mặt anh em đây. Đó. Thì cái diễn biến mình chơi thử trước mà test đủ hết, đủ mẫu đủ size hết trơn, ok như thế nào mình mới lấy về chia sẻ anh em đó. Để anh em nhớ thấy trong các máy mình toàn là dây gồng xanh ha, có con con vét này là dây pitbull nha anh em, cái nào ra đó nha, cái này là dây pitbull. Tại sở dĩ mình đem nó ra đây không phải hôm nay mình show cái máy này lên là mình phe cho anh em máy này nọ nha anh em ơi, đừng hiểu nhầm nha, tại để cho anh em thấy mình chơi các loại gì? Mình chơi các loại máy của mình bằng dây này. Đó. Còn cái này để cho anh em so sánh là dây nó, dây dòng xanh này nó tương tự như dây pitbull vậy đó, nhưng mà giá nó rẻ hơn pitbull rất nhiều. Mà cái độ nói chung là cái những cái sợi của nó mịn và nó mịn, nó nhỏ mà nó chắc khỏe y chang như vậy đó, y chang như cũng pitbull vậy đó. Đây anh em, dòng xanh nha. Thì nó có cái size là 1.5, 2.5, 2.5, 3.5. Nhưng mà nó rất là nhỏ mịn nha anh em. 1.5. 1.5 nó còn nhỏ hơn là 1 chấm của Toman nữa nha, cái sợi nó. Cái sợi nó anh em cầm mình test lên. Mình ban đầu mình test mẫu cho anh em, mình chỉ test 1 chấm thôi. Mà anh em thấy mình câu trước giờ anh em thấy không? Nó 1 chấm thôi mà nó còn trâu như vậy đó. Anh em thấy mình kéo chẽm, kéo gốc, kéo này kéo kia khỏe gu không, chơi nháy đánh nháy thật này nọ luôn. Đó. Anh em nó rất là nhỏ mịn, nói chung này mình đi câu nhiều clip anh em cũng thấy rồi ha, cộng dây rất là nhỏ mịn. Đây 1.5 nè, 1.5, 1.5, 3 chấm, để coi sợ 3 chấm này, 3 chấm mình nhìn nó còn muốn nhỏ hơn 2.0 của Toman nữa anh em, tại vì sợi này của nó nhỏ mịn á, sợi này của nó mịn, nó bệnh chắc lắm nha anh em. Anh em thấy không, 3 chấm nè, với 3 chấm thì anh em câu nhớ thật thoải mái luôn, nhưng mà quăng rất xa nữa. 3 chấm nó bằng 2.0 của Toman à, anh em thấy sợi nó mịn không? Thì dây này thì thường thường anh em hỏi dây bây giờ câu nó có bay màu không, bay hết nha anh em, dây nào câu cũng bay, bay ít dây nhiều thôi, cuối cùng dây nào cũng bay đó. Nó bay dây thì nó nhộm màu, nó bay thì chuyện bình thường, nhưng mà nó được, nó ít có tưa anh em là ok đó. Đây mình xài hai cái cục này đi, nên mình xài cho nó màu vàng khè luôn rồi nè đó, hết thấy luôn rồi. Đây là 1 chấm nè, test thì 1 chấm thôi, nhưng không có lấy 1 chấm về bán anh em. Nó ớt này anh em thấy không, xài tới nó bay màu, nó vàng khè này khiết luôn, mà dây đó anh em thấy đâu có tưa không đâu. Nó còn dây nó không tưa lâu, tưa ướt nhiều cũng quan trọng, cũng là cái máy nữa anh em ha, máy với cần mình nữa. Nói chung máy cần mình ra dây ok á, với mấy còn các bộ phận nó còn bóng mượt này nọ thì dây nó ít ăn mòn dây, chứ không phải là dây chắc nào mình đút vô cái máy thì nó cũng như nhau hết đâu, cần máy mình xài nữa. Thường thường đi với mấy cần phen bô xi á, đi với mấy cái cần phen bô xi thì sợi dây này nó rất là mượt xa và nó lâu tưa. Phen oxy thì nó ít có ma sát như cái phen thường khác, mượt quăng xa. Rồi còn máy đứng á, thì quan trọng là cái ULO nè, nó của anh em nó có tốt không, nó đi mượt không, nó có lăn ok không. Còn khi anh em về mà mấy cái máy của anh em nó cứng ngắc cứng còng thì quay dây vô nó ma sát, nó nóng, nó mau bào mòn dây lắm nha anh em.
chơi dễ nổ không hay á. Đó, mới đứng thì quan trọng ở cục này. Con này nó phải lăn. Rồi. Về mình nói chung là mình câu nổ. Nổ này là mình nói chung cần máy mình quăng thao tác dây mượt thì xài dây nó rất là nói chung bền. Còn về mình quăng nó gối hoặc nó chèn dây nó sựng lại, anh em quăng cái đùng mà nó không đi mà nó sựng lại nó cúp đầu cần xuống cái gập nó dây đang chịu lực rất nhiều, cứ vài lần là dây nó sẽ có tì với bị gối này nọ, anh em gỡ ra nó có tì này nọ đó. Thì lâu xui xui đóng con Hugo cái rồi mồi cá mất tiêu luôn, có chuyện bình thường ha anh em. Đang không mình dây mình không có gì hết trơn, mình đóng cái nổ gập mới là dây có lỗi. Còn mình chơi mình nãy tới nay luôn thời gian rồi, dây nó có tì khi lúc nó bị nổ mà nào không hay. Rồi thôi anh em ơi, clip này nói hơi dài ha, chia sẻ đến đây là hết nha. Rồi mời anh em xem các clip đi câu của mình đi. Bye bye, chúc mọi người vui vẻ nha, sức khỏe dồi dào để tiếp tục niềm đam mê của mình. Bye bye.